个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心快。Yes sir, xin chào anh em, mình đây B-Reaction. Thì có một bạn yêu cầu mình là reaction bài Anh thèm được ngủ của khói đi. Thì ok, hôm nay mình sẽ reaction theo yêu cầu của bạn ấy. Thì trước khi mình vào nghe cái sản phẩm Anh thèm được ngủ của khói ấy, thì mình vẫn muốn nói với anh em rằng là tất cả những ý kiến hay tất cả cái gì mà mình đưa ra trong một cái tác phẩm ấy là mình đặt mình vào người nghe cũng giống như các bạn nghe sản phẩm này ấy, chứ không phải là một chuyên gia hay là một cái gì nó quá am hiểu về những lĩnh vực này. Đấy, thì mình reaction là mình mong muốn chia sẻ những gu âm nhạc của mình và mọi người chia sẻ gu âm nhạc của mọi người, chúng ta cùng chia sẻ với nhau, tức là sẽ hiểu hơn về nhiều gu âm nhạc khác nhau. Đấy, thì rất mong anh em là ủng hộ mình. Và mình vẫn luôn làm theo cái mục reaction này một cách thật sự là nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, với bởi vì mình sẽ coi đây là một cái sự nghiệp của mình, và tất cả những gì mình làm đang để phục vụ cho cái sự nghiệp mình. Sau này mình không biết có thành công hay không nhá, nhưng mà mình vẫn sẽ tiếp tục làm cho đến khi nào mà mình không thể làm được nữa. Ok anh em, thì anh em đừng quên ủng hộ mình bằng một lần đăng ký anh em nhá, một lần đăng ký, một lần like, và anh em có thể comment ở dưới nói lên ý kiến của anh em. Ok, chúng ta cùng vào bài đấy anh em nhá. Let's go. Anh thèm được ngủ. Anh em biết tôi nghe đoạn khúc đầu nhạc vào và bắt đầu cái lời lời rap vang lên là sẽ nghĩ đến cái gì không? Nghĩ đến thế này này. Tất nhiên là mình thì không thích cái cảm giác đấy đâu nhá, nhưng mà mình quen một vài người bạn ấy cực kỳ thích đấy. Tức là một mình trời nó kiểu tối tối một chút hoặc xe lạnh một chút, chill chill đấy, có thể là như kiểu là Đà Lạt chẳng hạn này, kiểu cảnh cảnh vật hữu tình ấy đấy. Nó chiêu chiêu, nó tối tối đấy, một ly cà phê hay là một ly rượu gì đấy, đấy kèm thêm điếu thuốc, bắt đầu là chiêu theo, bật những bài nhạc này này, bật theo những bài nhạc này này chiêu. Bởi vì mình nói thật nhá, những cái dòng nhạc này ít nhất là mình ít nghe, nhưng mình thấy rất nhiều thể loại, tất nhiên rất nhiều bạn làm thể loại này rồi, thì đấy ok, đấy là mình chưa nghe hết nhá. Thì mình cảm giác là những cái bài này ấy, mình cũng được từng thử như thế và bạn mình cũng rủ như thế ấy. Thì với mình cả những cái bản nhạc này này sẽ là những bản nhạc để cho anh em thư giãn đầu óc, cực kỳ thư giãn luôn, chill chill, giống như kiểu là đây tôi diễn tả nhá, ok, đây là ly rượu hay là ly cà phê nhá, ok, cảnh vật xung quanh là lạnh lạnh một chút đấy, kiểu tối tối một chút đấy. Bây giờ là nằm ngả cổ cái này này, đấy, nhấp một ly, đấy, ai không hút thuốc thì mình không nói, nhưng người hút thuốc là mở mắt ra, nhắm mắt lại, đấy, nghe nhạc lên, đây. Em chẳng sao đâu, ắt hẳn cũng chỉ là lời nói dối. Đấy, anh em tưởng tượng ra nó chill chưa? Thì tôi liên tưởng đấy, bởi vì bạn tôi có mấy ông như thế luôn ấy, tức là rất thích nghe những cái bản nhạc này, và cái cảnh vật nó hữu tình một chút, nó kiểu nó kiểu tối 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 tăm một chút, dành dài cho người nội tâm ấy đấy. Ok anh em, nhưng mà công nhận là những cái dòng nhạc này nè mình thấy rất hay, nhưng mà mình lại không thích nghe, thế mới đau chứ này. Tức là
để mà nghe trọn vẹn, bởi vì mình cũng từng 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 nghe, mà nếu mà lúc nào mà cảm thấy nó mệt mỏi quá, nó đấy quá ấy, thì mình sẽ mở những cái bài nhạc nhẹ để mình nghe, thì những cái thể loại này mình nghe rồi. Ok, thì mình sẽ nghe đến cuối coi bài này. Tất nhiên nhé, bài này cái nhạc mở đầu vào ấy, có đoạn hát đầu ấy, sau đến đoạn rap này mình cực kỳ ấn tượng rồi. Thì bây giờ là mình chỉ là nghe nghe xem thôi cả bài nó sẽ như thế nào anh em nhé. Đặc biệt là cái nội dung nữa. Ok anh em. Mình tua lại mình nghe này. Trời cũng chuyển sang thu, bởi vì khi lạc vào trong đó nỗi nhớ của anh mới có hình thù. Anh vội vàng bất chấp lần này để bầu trời kia mang cơn mưa tới. Cốc đồ đắng anh đặt trên bàn, chờ đợi em muốn thì mình cứ đôi. Anh biết lòng nửa hờn nửa dỗi, trống rỗng buông không thành lời. Anh biết câu em chẳng sao đâu, ắt hẳn cũng chỉ là lời nói dối. Anh biết câu em chẳng sao đâu, ắt hẳn cũng chỉ là lời nói dối. Buồn thì có sao đâu, không biết là được bao lâu. Anh lạc đường nữa rồi em ơi, biết đâu đây chỉ là khúc dạo đầu. Cánh cửa phòng mỗi khi anh đưa tay mở mà không một chút do dự. Ừ thì lẽ ra anh nên chuẩn bị kỹ hơn để chấp nhận chuyện này chứ. Mây trôi dạt giữa trời mênh mông, có khi vì buông nên phải bạc màu. Sợ tụi mình chẳng đủ bình tĩnh để lúc nào đó lỡ lại lạc nhau. Sợ im lặng trở thành thói quen, rồi em cũng phải nhạt nhẽo. Chặng đường dài rồi sẽ tối đen, còn anh lỡ hẹn đến mãi về sau. Sao tụi mình chẳng đủ bình tĩnh để lúc nào đó lỡ lại lạc nhau. Mây trôi dạt giữa trời mênh mông, có khi việc buông nên phải bạc màu. Sợ im lặng trở thành thói quen, rồi em cũng phải nhạt nhẽo. Chặng đường dài rồi sẽ tối đen, còn anh lỡ hẹn đến mai về sau. Em là áng mây trôi bồng bềnh giữa trời hoàng hôn rồi khuất, còn anh mê mội như loài bồ câu lạc giữa thềm vàng rải thóc. Và anh chỉ muốn say sưa cùng em trên cánh đồng buồn trải rộng, rồi hát với nhau về những câu chuyện có người khiến em phải lòng. Và đã bỏ em lại đi thật xa để khoảng trống dành cho anh đó, nơi mà ngoài những hạt mưa là anh chỉ thấy những chặng đường quanh co, nơi mà anh bỗng chốc nhìn qua rồi chết lặng thấy mình trong đó, nơi mà em ngã lưng được rồi còn lại hãy để anh lo. Rồi bỏ em lại đi thật xa để khoảng trống dành cho anh đó, nơi mà ngoài những hạt mưa là anh chỉ thấy những chặng đường quanh co, nơi mà anh bỗng chốc nhìn qua rồi chết lặng thấy mình trong đó, nơi mà em ngã lưng được rồi còn lại hãy để anh lo. Ok, khói đúng không? Thì để tóm gọn nhá, mình tóm gọn lại thôi, mình không nói dài dòng nữa, là cái bài này ấy, thì về cơ bản thì nếu mà đánh vào những cái ông mà nội tâm mê, đảm bảo với anh em luôn, những cái ông nội tâm mê cực kỳ thích những cái bản nhạc này luôn. Thì anh em, nhưng mà mình là người hướng ngoại nhá, mình không phải người hướng nội. Nên là đâm ra là mình thích những cái gì nó bùng cháy hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó mãnh liệt hơn, kiểu nó giống như kiểu nó tươi sáng hơn đấy, những cái màu nhạc tối ấy, những cái màu nhào mạc mà giống kể cả vô cái voice của ông này cũng trầm nhá, mà trầm nó hợp với những cái màu này lắm. Thì bài nhạc này ok hay, nhưng nhá, bởi vì mình nghe rất nhiều thể loại rap, thì cái thể loại mà giống như kiểu đây là cái này là giống như kiểu là tự sự đúng không, giống giống như kiểu là kể chuyện đi đấy, kiểu kiểu kể chuyện đấy, thì cái dòng nhạc tự sự kể chuyện mà màu màu tối tối trầm trầm đấy, giống như kiểu là cái này ấy, để nói thẳng ra thì giống như kiểu tán gái ấy, đấy giống như kiểu là đây có những câu ấy, thì tôi diễn đạt bằng lời của tôi nhé, giống như có gì đâu mà buồn em, dù gì có anh ở đây rồi đấy, dù bóng tối có san lấp mây mờ hay các thứ đấy thì vẫn cứ có anh đây đấy đấy, kiểu các thứ đấy, kiểu đấy. Nói chung là bài này thì mình không thể chê bất kỳ một điểm gì, nhưng thể loại này mình đã nghe rất nhiều bản lạm rồi, cho nên nên đâm ra là với mình nhá, thứ nhất có hai điều kiện tại sao mình thấy bình thường. Thứ nhất, mình không thích nghe những bài bản nhạc kiểu nó buồn và nó trầm và nó theo kiểu sâu lắng hơn, nó kiểu theo kiểu nội tâm ấy, ăn xong là nội tâm hơn. Thứ hai,
là cái màu nhạc này mình đã thấy rất nhiều người làm rồi, nhưng mà để thành công hay không ấy thì mình đã nhìn cái lượt view của Khói thì chắc chắn Khói rất rất thành công ở cái màu nhạc này. Tất nhiên là những cái màu nhạc khác mình chưa nghe thì Khói thì mình sẽ tìm hiểu thêm và mình sẽ xem là bà này có ra những màu nhạc mới hay không, những dòng nhạc mới hay không, hay là vẫn cứ theo những thể loại như thế này. Đấy, ok, tóm gọn lại với mình hai chữ hay và hay thế thôi. Tất nhiên là những cái bài này thì để đánh giá sâu xa giống như kiểu là voice, vocal, cách đi flow hay là beat việc các thứ thì không nên đánh giá anh em ạ, bởi vì cái này là nó giống như kiểu là rap 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 tự sự ấy, giống kiểu là rap kể kể câu chuyện hay là hay 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 là rap rap theo kiểu gì nhỉ, mình chưa nghĩ được cái từ gì mà để nó diễn tả ra, nhưng mà thôi ok bỏ qua đi. Đấy thì rất cảm ơn bạn đã cho mình biết đến Khói và bài Anh Thèm Được Ngủ. Thật ra nếu bài này này, nếu hôm nào mà nếu hôm nào mà mình mệt đấy, hay là hôm nào mà mình kiểu mình muốn thư giãn, mình muốn buông xuôi tất cả ấy, thì những thể loại này mình rất hay nghe. Tức là giống như kiểu là mình mệt quá, mình ngồi ở ghế mình tựa lưng thế này này đấy, mình mở cái bài này lên, mình nhắm mắt mình thư giãn thôi, giống như kiểu là chill theo bài nhạc mặc kệ sự đời đấy. Đấy còn như bình thường cuộc sống nhá, thì mình thích nghe những cái màu tươi sáng để làm cho bản thân nó kiểu tích cực hơn, nó mạnh mạnh mẽ hơn đấy. Đấy kiểu đấy. Ok anh em, thì mình nói sơ qua để cho anh em hiểu thôi. Cảm ơn anh em đã xem phần reaction của mình và rất mong anh em là vẫn luôn ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký và một lượt like, và anh em có thể comment ở dưới nhá. Anh em muốn mình reaction bài nào nữa thì mình sẽ reaction. Còn như những thể loại này thì mình không thể đánh giá chuyên sâu được, bởi vì mình thấy thì đây giống như gọi là câu chuyện của cái người 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 sáng tác, họ muốn kể ra thôi. Đấy còn beat nhạc hay là cách đi flow hay là delivery thì nó bình thường thôi, nó không phải là quá dở nhưng mà nó cũng không phải là quá hay. Đấy nó mức ở mức trung bình đối với mình. Ok anh em, những bài này thì rất hợp với những người nội tâm nhá, anh em nên nghe. Nếu mà ai ai sống theo kiểu nội tâm thích chill chill các thứ thì hợp, cực kỳ hợp với anh em rồi đấy, đúng gu đúng gu đấy. Ok anh em, sẽ hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo và xin chào anh em một lần nữa nha, bye bye.